Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Em đang trên đường đi làm, đường Trần Hưng Đạo rồi, nhưng mà sực nhớ đến các anh chị và các bạn. Em đi đường Đề Thám qua đường Cô Giang, đường Thám qua Trần Hưng Đạo rồi quẹo Nguyễn Thái Học đến đường Cô Giang, rồi chúng ta mua gì đó ăn sáng. Rồi sẵn đây cho bà con mình xem những hình ảnh ở vòng đường Đề Thám rồi Cô Giang luôn. Và chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Đề Thám. Nơi đây bên tay cánh trái là nhà thờ Tinh Lành, rồi bên cánh phải là ký túc xá ngày nay đó. Ngày xưa có lẽ là cái tòa nhà của như là lính ở thì phải. Bên cánh trái, cánh phải nè, bên cánh trái là rạp công nhân, rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa. Và đây có cái hẻm 135 nè. Sẵn đây chúng ta chạy ra hẻm 135 luôn ha. Dạo vòng vô đây. Trong đây thì có bán xôi, rồi bán đồ ăn sáng nhẹ nhẹ, bánh mì rồi cho các sinh viên. Thì đây là ký túc xá sinh viên Đại học Kinh tế. Hẻm này đa phần là nhà bự không à, nhà lớn không à. Và trong hẻm này thì chỉ có cái đoạn ký túc xá là có quán cà phê bán đồ ăn thôi, bán nhẹ nhẹ. Còn cái đoạn cuối ở đây giao với cô Bắc thì nhà cao cửa rộng. Thấy nhà bự rồi, giờ bề ngang khoảng 4m rưỡi 5m, bề dài trên 20m. Và buổi tối thì cái cổng này đóng cửa. Mấy bữa định đi làm về định quay, nhưng mà buổi tối ở đây người ta đóng cửa. Và đây là chợ Cầu Muối nè. Chúng ta qua đây là chợ Cầu Muối nè. Mình quẹo trái là ra Nguyễn Thái Học, và quẹo phải là ra Hồ Áo Hớn ha. Rồi chúng ta quẹo trái đi. Quẹo trái ra Nguyễn Thái Học rồi mình hoành qua Cô Giang. Hôm nay em định ăn cái món bún thịt nướng và chợ rau cải ngày xưa nè. Mà ngày nay thì chỉ là những cái người bán nhỏ lẻ thôi, không còn tập trung như ngày xưa nữa. Bán để có thu nhập qua ngày. Chứ bây giờ cũng lớn tuổi, không biết không bán buôn thì biết làm gì. Do mấy cô chú đó bán rất là lâu năm rồi, nên thành ra họ họ không nỡ rời xa cái nơi sinh ra và lớn lên. Thẳng hướng này chúng ta sẽ lên cầu ông Lãnh đi qua quận Tư nè. Bên cánh phải ở dưới gặp cầu thì mình sẽ đi ra được Bến Kiên Dương. Con đường này có hai nhánh ha, nhánh lên cầu và nhánh ở dưới. Rồi chúng ta vừa qua cái sạp nó sạp 53 nè, cô đang bán chanh nè. Rồi mình sẽ quẹo đường Cô Giang nha. Mặc dù chợ không còn nhưng mà sẵn đi mua đồ ăn sáng, rồi cập nhật vài hình ảnh để bà con xem chơi cho vui. Nếu mà anh chị bạn nào mà ngày xưa hay ăn bánh hổ ban bún thịt nướng diễn ở Cô Giang thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ha, cập nhật địa chỉ để tiện lần sau mình ghé ủng hộ. Chỗ đó bán ăn ngon sạch. Bây giờ người ta đi chợ thì mua đồ rời rạc lắm. Đồ bán ở trong những con hẻm nhỏ hoặc là tạm bợ ở trong những cái nhà thuê những cái mặt tiền ở đây nè. 5-7 người hùng lại một cái mặt tiền
rồi xe tiền ra, bán thịt, bán trứng, bán cá, bán gà. Gà đây là gà đông lạnh đó. Và ngày xưa chúng ta thấy rất là đông đúc, tấp nập ở cái đoạn này. Và hôm nay mình nhìn thấy cái hình ảnh nó hơi trống trải. Rồi quán bún thịt nướng dời về số 109 Cô Giang, kế bên hẻm 103. Lấy một hộp bún đem về. Nha. Hai hộp luôn đi, hai hộp. Đây bán bây giờ bán nguyên ngày luôn. Hôm trước thì 27.000, do bây giờ thuê mặt bằng rồi này, chi phí cao rồi nên bây giờ là 30.000. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Mình đi một đoạn nữa. Anh chị đó bán bây giờ, anh chị nói bán tạm qua ngày đó, chứ không có đông đúc như ngày xưa. Nếu ngày xưa anh chị các bạn coi clip trước đó, chợ đông lắm, bán rất là tấp nập, nướng thịt đồ ngoài khói bốc lên, mùi thơm bay khắp chợ. Nhưng mà bây giờ thì vắng lặng, thì ở trong đó cũng hơi khuất, khó thấy. Rồi cái bên cái nhà cao mới xây lại. Và đây là giao lộ Nguyễn Khắc Nhu và Cô Giang. Cái đoạn trên đây thì không có, lúc trước không có đông, nhưng mà ngày nay buổi sáng sớm, sáng sớm có nhiều hàng quán ăn uống. Bây giờ là, còn bây giờ là 8 giờ rồi. Sáng sớm lúc 6 giờ mấy 7 giờ đưa bạn đồng nhỏ đi học thì bán rất nhiều món. Bên cánh trái chùa Pháp Thông, bên cánh phải là hẻm 200, rồi đối diện hẻm 200 lại có cái cháo lòng bò Úc, hẻm Nguyễn Tình, và lên đây là đường Hồ Hảo Hớn. Rồi chúng ta sẽ ngồi phải ra Trần Hưng Đạo ha, và mình sẽ kết thúc clip ở chợ Cô Giang, đi vòng vòng qua cái hẻm 135 để cô chú anh chị có dịp nhìn lại. Và đây là nhà của anh Bang nè, hẻm 40 Hồ Hảo Hớn. Hình như anh, nhà anh có một đứa cháu dạy học trong trường mầm non này nè. Hình như em đó cũng dạy cho bạn đồng nhỏ con em nè. Nhìn thấy mặt giống giống, quen quen, không biết có phải hay không. Người ta luôn ở Việt Nam, người ta luôn có cái quan niệm kiếm việc gì đó làm gần gần nhà cho nó tiện, ra vô cơm nước nhà cửa cha mẹ. Nên là ra khi mà đi học xong rồi tốt nghiệp rồi, họ luôn kiếm cái việc gì đó ở gần gần cái địa phương, gần nơi ta sinh ra và lớn lên. Như các chị và bạn của mình đi ở Việt Nam thì không có để ý, khi mà đi xa rồi, xa bắn nó rồi thì mình cảm giác nhớ nhung, luôn nghĩ về một nơi xưa,
nơi mà gắn liền với thời kiếp. Rồi bây giờ thôi em đi về công ty đây, rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại công ty nha, em xíu nữa nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chúng ta đã về tới công ty rồi. Thì nước mắm thêm nước mắm vô do trong công ty thì chén muỗng không có nên thành ra ăn trong cái hộp luôn ha. Nhưng đúng là ăn trong cái dĩa ngon hơn, mình thấy hấp dẫn hơn. Này bún thì có thịt nướng nè, rồi nem nướng nè, và không thể thiếu trong các món bún thịt nướng đó là chả giò. Chả giò này thì có khoai môn, rồi nhiều loại trong đây, nhưng mà để mang thử rồi. Mời các anh chị nha, cái gì các bạn. Vẫn ngon như ngày nào. Và bây giờ một phần là 30.000. Nếu các anh chị các bạn có thích món này thì có đi ngang 109 Cô Giang thì chúng ta ghé để mình ủng hộ và thưởng thức một món gọi là bún thịt nướng rất là sạch sẽ. Đây anh chị này bán lâu năm lắm à. Nước mắm chua chua ngọt ngọt, cay cay, thơm mùi chanh, vừa ăn không mặn. Và cái món này mình có thể ăn với thay vì ăn với thịt, mình thể thêm cái món gọi là lạp xưởng tươi của anh Nam Việt Hoàng Sơn ở Long Hữu, rất là ngon. Nếu các anh chị bạn nào biết anh Nam Việt thì chắc có lẽ biết cái thương hiệu lạp xưởng Long Hữu ha. Lạp xưởng nó không có mỡ, rất là vừa ăn, chỉ có 200 mấy ngàn ký thôi. Mà nếu mà cái gì nào không ăn được nước mắm thì có thể bỏ nước tương vô, cái này thì xịt nước tương cũng được. Nói chung món này dễ ăn lắm, có rau ăn đỡ ngán, rồi có chút đậu phộng nó bùi bùi. Rồi bây giờ thì chắc xin chào và hẹn lại, cảm ơn của chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Số hình ảnh về cái hẻm 135 là đường Cô Giang, bún thịt nướng, cập nhật số thông tin để bà con có thể nhìn lại. Và nếu mà các anh chị thích cái món này rồi thì chúng ta đến địa chỉ 109 Cô Giang và thưởng thức thử, tôi sẵn ủng hộ anh chị luôn. Rồi bây giờ tôi xin chào và hẹn lại, cảm ơn bà con nha, bye bye.